Testing 1 2 3. Ok. Ok, chào cả nhà, chào mừng mọi người tới chương trình đào tạo trực tuyến của Tinkmill Việt Nam. Thì trong chương trình này chúng tôi sẽ đào tạo kiến thức về thị trường forex từ cơ bản đến nâng cao. Thì trong chương trình đầu tiên này, chuỗi gồm có 3 buổi. Thứ sáu này trong tháng 8 này chúng tôi gồm có 3 buổi bắt đầu từ ngày hôm nay. Thì bữa hôm nay chúng ta sẽ đi về cơ bản về thị trường forex. Buổi thứ hai, thứ sáu tuần sau chúng ta sẽ đi sâu về phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản nào. Và tới buổi cuối cùng chúng ta sẽ đi tìm hiểu về nến, cách nhìn nến trong giao dịch ha. Ok. Thì hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu buổi đầu tiên. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi về cùng nhau tìm hiểu về thị trường forex là gì, những thông tin cơ bản về thị trường cách chúng ta vào lệnh nha. Thì chương trình buổi đầu tiên này hợp với những nhà giao dịch mới họ chưa biết thị trường forex là gì và muốn tìm hiểu cách vào ra lệnh và những cái thông tin kỹ thuật liên quan đến phần mềm MT4 ha. Ok. Trước tiên chúng ta sẽ đi cùng nhau tìm hiểu về tại sao chúng ta nên giao dịch ngoại hối . Thì nếu chúng ta coi việc giao dịch ngoại hối này là một trong những công việc kinh doanh của mình thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những ưu điểm của việc giao dịch ngoại hối forex này là gì . Ok, tôi vừa quên không bấm nút share video thì chúng ta có thể nhìn được mà chúng ta chia sẻ hình ảnh của mình . Thì tôi cũng okay, tôi xin phép được quay trở lại chương trình . Đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu ưu điểm của giao dịch ngoại hối, và như tôi nói, nếu chúng ta coi việc công việc giao dịch ngoại hối là một công việc kinh doanh của mình, vậy thì cái lợi ích của công việc giao dịch ngoại hối này so với những công việc kinh doanh bình thường khác sẽ là như thế nào? Đầu tiên, thứ nhất đó là biến động thường xuyên. Thì thị trường ngoại hối thì biến động rất mạnh, cũng thường xuyên biến động. Như ta biết thì việc kiếm lợi trên thị trường ngoại hối này là việc chúng ta ăn dựa vào sự chênh lệch giá. Thì một trong những nguyên nhân khiến thị trường này hấp dẫn bởi vì nó được biến động thường xuyên, thì đó giúp chúng ta có nhiều cơ hội để kiếm được tiền nhiều hơn . Tuy nhiên, như tôi nói, cái gì cũng có hai mặt. Cái này biến động thường xuyên giúp chúng ta kiếm được tiền nếu chúng ta đi đúng xu hướng, còn nếu chúng ta đi ngược xuống thì điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ có khả năng mất, cũng có khả năng mất tiền . Cái yếu tố thứ hai, cái ưu điểm của giao dịch ngoại hối đó là thị trường này hoạt động 24/7, có nghĩa là từ thứ hai đến thứ sáu, và giao dịch liên tục 24 giờ . Thì phù hợp với tất cả mọi người, phù hợp với khung giờ của tất cả mọi người. Những người đi làm thì họ cũng có thể đầu tư vào giờ nghỉ . Có nghĩa rằng nó giúp bạn có thể kiểm soát được cái thời gian giao dịch của mình . Nếu bạn phù hợp với giao dịch buổi tối thì bạn có thể giao dịch buổi tối, bạn phù hợp với giao dịch buổi ban ngày thì bạn có thể giao dịch ban ngày. Thì đó là một trong những lợi ích là đây, vì thị trường này hoạt động 24 giờ nên bạn có thể chọn cái khung giờ nào phù hợp để mình giao dịch . Và cái yếu tố thứ ba đó là vào lệnh nhanh. Thì giao dịch ngoại hối với chỉ một cái click chuột là bạn có thể vào lệnh, cắt lệnh ra thì nó cực kỳ đơn giản và nhanh . Thì chúng ta sẽ chút xíu nữa tôi sẽ cùng với mọi người sẽ thực hành luôn để sao cách tại sao tôi nói là cái này là vào lệnh nhanh. Thì chúng ta sẽ thực hành trên này phần mềm MT4 luôn . Và điều đặc biệt của cái này đó là tận dụng được đòn bẩy. Thì đòn bẩy sẽ một cái hữu ích của nó sẽ giúp chúng ta tăng cái phần lợi nhuận của mình lên. Tuy nhiên ngược lại thì nó cũng là tạo ra thua lỗ, đẩy mạnh cái thua lỗ của mình . Thứ nhất, đòn bẩy có ưu điểm của nó là sẽ giúp chúng ta đẩy tăng cái lợi nhuận lên. Tuy nhiên chiều ngược lại cũng giúp chúng ta tăng cái rủi ro của mình lên . Yếu tố thứ năm đó là dễ dàng quản lý rủi ro. Như tôi nói thì chúng ta vào lệnh cực kỳ nhanh, chúng ta có thể khi vào lệnh chúng ta có thể đặt stop loss TP, thì khi đó dễ dàng giúp chúng ta quản lý rủi ro hơn .
Ví dụ thông thường nhà đầu tư họ thích tỷ lệ rủi ro là 1, 2 hoặc là 1, 3. Nghĩa là sao? Ví dụ tôi giả sử là tỷ lệ rủi ro của bạn, bạn thích nó 1, 3, nghĩa là bạn chấp nhận lỗ 1 đồng để ăn 3 đồng mà. Thì khi đó với việc chơi trên thị trường Forex, bạn có thể dễ dàng quản lý khi bầu. Còn lại bạn có thể, tôi sẽ kéo stop loss của tôi về 10 bit và tôi sẽ ăn được 30 bit ha. Thì với cái quản lý rủi ro 1, 3 này, chúng ta sẽ có tính ra một bài toán. Giả sử bạn đánh vào 10 lệnh, thì có 5 lệnh lỗ và 5 lệnh lời đi, 5 lệnh lời là được mỗi lệnh là 30 bit đúng không? Thì bạn sẽ có là 150 bit. Còn lỗ thì 5 lệnh sẽ là 50 bit, cũng nghĩa tổng cuối cùng bạn 150 bit lời và 50 bit lỗ, thì trừ lại bạn vẫn lời được 100 bit à. Có nghĩa là mặc dù bạn đánh 10 bit à 10 lệnh thì chỉ trong đó tới có 5 lệnh là lỗ, chỉ còn lại 5 lệnh lời. Nếu bạn mà quản lý rủi ro của mình là 1-3 thì bạn vẫn có cơ hội lời ha, nếu mà bạn sử dụng cái tỷ lệ rủi ro 1-3 hoặc 1-2, đó là tùy theo cái quản cách quản lý rủi ro của bạn nào. Tối tiếp theo đó là vốn đầu tư ít là tại tích bưu, thì bạn chỉ cần 100 đô là bạn có thể bắt đầu giao dịch rồi. Tuy nhiên nếu bạn coi lên công việc đầu tư công việc kinh doanh thì chúng ta cần phải phân bố rủi ro. Thì tại tích bưu 100 USD là bạn có thể giao dịch được rồi. Tuy nhiên mỗi nhà đầu tư khi xuất phát mình phải phải xây dựng một cái kế hoạch plan giao dịch hợp lý nha. Chúng ta không thể kỳ vọng từ 100 đô mà chúng ta lên có thể 1.000 đô, 10.000 đô, 100.000 đô, như vậy giống như là cờ bạc rồi. Thì chúng ta xây dựng cho mình một cái tiền lệ phù hợp. Ví dụ 100 đô với kỳ vọng unit này của mình là tôi sẽ mong muốn là tôi sẽ xây dựng làm sao phát triển kỹ năng giao dịch của mình là 1 tháng 10%. 100 đô thì tôi sẽ tập trên 100 đô trước được 10%. Sau đó nếu mà cái đó được duy trì thường xuyên thì chúng ta phải tăng vốn lên ha. Chứ cũng là chúng ta nếu chúng ta coi lên công việc kinh doanh thì chúng ta còn phải xây dựng cái kế hoạch cho mình rất rõ ràng và hợp lý ạ, chứ không thể nào mà đặt kỳ vọng to thì cái đó trở thành cờ bạc rồi. Một một đồng mà ăn được 100 đồng hoặc nhân 10 nhân 100 thì đó là vô lý. Chỉ khi đó cái rủi ro chúng ta cao hơn, chúng ta cố gắng giao dịch với đòn bẩy cao hơn, thì khi đó chúng ta có thể nhân 10 nhân 100. Tuy nhiên cái rủi ro mà lỗ thì cũng khá cao. Thì đối với việc chúng ta quan tâm đây là công việc kinh doanh thì chúng ta cũng phải có một kế hoạch kinh doanh cụ thể và hợp lý ha. Ưu điểm tiếp theo đó là thời gian làm việc ít. Đối với những ai mà giao dịch Forex thì không thể công nhận thời gian làm việc trên thị trường Forex mặc dù là hoạt động 24 giờ. Tuy nhiên để thời gian hiệu quả nhất là từ 3 đến 6 tiếng. Chúng ta nếu mà chơi đơm dành quá nhiều thời gian cho giao dịch thì có thể cái vấn đề quan trọng ảnh hưởng xấu đó là cái phần tâm lý. Nên theo kinh nghiệm thì chúng ta nên dành thời gian một ngày từ 3 đến 6 tiếng và có thể ít hơn. Thì khi đó chúng ta có năng lượng nhiều nhất và chúng ta có thể quản lý các lệnh của mình ha. Thì đây là một trong ưu điểm của định Forex. Chúng ta không phải cần một ngày làm việc 8 đến 8, 14 tiếng giống như các chủ doanh nghiệp mới setup business của mình nha. Thì cái này thì ngược lại một tí, thời gian làm việc càng ít thì càng tốt, bởi vì khi đó thì tinh thần của chúng ta sẽ được minh mẫn và có thể đưa ra những quyết định giao dịch tốt hơn nào. Tất nhiên và đặc biệt với việc kinh doanh thì ai khi bắt đầu xuất phát khi được hình thành thì cũng cần phải có nhân viên của văn phòng. Tuy nhiên với việc giao dịch Forex thì chúng ta không cần nhân viên, cũng chẳng cần văn phòng, chúng ta có thể làm việc tại nhà với một chiếc máy tính, chúng ta có thể bắt đầu công việc giao dịch Forex rồi ha. Thì không có gì còn là dễ dàng cả. Để thành công trong mọi lĩnh vực chúng ta cần phải tốn thời gian ra học hỏi và nghiên cứu, thì trong giao dịch Forex cũng vậy, thì chúng ta cũng cần phải thời gian để tìm hiểu học hỏi và từ đó xây dựng cho mình một cái chiến lược giao dịch hợp lý ha. Chúng ta không nên bị ảnh hưởng bởi cái nhờ dụ dỗ của các IB hoặc các nhà môi giới và nó giới thiệu rằng giao dịch Forex này kiếm lời nhanh lắm, dễ lắm. Cái đó là không đúng, mà ngành gì cũng vậy, cái gì cũng phải có trả giá. Chúng ta cần phải bỏ thời gian ra, chúng ta học cách giao dịch, cũng xây dựng cái chiến lược giao dịch của mình, quản lý tâm lý, thì khi đó chúng ta mới thành công được. Còn để hãy tránh xa những lời dụ dỗ hoặc của những cái IB của những cái nhà môi giới mà hứa hẹn nhân 3 nhân 10 tài khoản, cái đó nó không có ha. Cái gì cũng phải có cái trả giá, chúng ta cần phải học hỏi. Và đặc biệt ưu điểm của giao dịch Forex thì chúng ta có như chúng
tôi biết thì kinh doanh bên ngoài chúng thì cũng có thị trường có lên lúc xuống, cũng lên lúc xuống thì có những lúc lên thì ai cũng có, ai làm ăn cũng có lời, nhưng vào lúc xuống thì ai thì chúng ta cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Tuy nhiên đối với giao dịch forex thì chúng ta có vừa có thể mua khi thị trường đi lên, chúng ta có thể mua, và khi thị trường đi xuống chúng ta có thể bán. Vì vậy thì giao dịch forex thì không bị ảnh hưởng bởi chu kỳ khủng hoảng kinh tế lên xuống, mà chúng ta về đều có thể kiếm lợi nhuận từ giá lên và giá xuống. Đó là cái hay của giao dịch forex. Ok, bây giờ đó là những cái ưu điểm của giao dịch ngoại hối ra. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu kiến thức cơ bản về thị trường ngoại hối. Như chúng tôi đã nói ban đầu, thì hôm nay là buổi chia sẻ về các kiến thức cơ bản về thị trường ngoại hối, cách vào lệnh nha. Thì những buổi tiếp theo chúng ta sẽ đi chuyên sâu hơn về cách giao dịch nha, và những cái phân tích cơ bản cũng kỹ thuật. Thì hôm nay chúng ta dừng lại ở chúng ta sẽ bắt đầu với việc tìm hiểu những cái cơ bản nhất ha. Thứ nhất, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về định nghĩa về thị trường ngoại hối là gì. Thì có thể nói thị trường ngoại hối là một thị trường tài chính quốc tế phi tập trung, theo đó các đồng tiền được trao đổi với nhau. Thị trường ngoại hối là thị trường mà có tính thanh khoản cao nhất thế giới, với giao dịch trung bình có thể lên tới vài ngàn tỷ mỗi ngày. Tuy nhiên mọi người cần lưu ý cái định nghĩa này tôi đang nói về thị trường giao dịch giao ngay, spot market, là thị trường giao ngay. Ngoài ra còn có thị trường thứ hai là thị trường future, thì thường dành cho những nhà chơi các tổ chức chơi đơn chuyên nghiệp hơn, họ giao dịch là future, đó là thị trường tương lai dựa trên thị trường ngoại spot này. Thì hiện tại các sàn môi giới tại Tinh Lưu thì chúng ta cung cấp là thị trường spot market. Thì thị trường này là thị trường phi tập trung, còn thị trường thứ hai là thị trường future, thì thị trường là thị trường tập trung. Thì chúng ta sẽ những buổi trao đổi như này chúng ta sẽ đi sâu về hơn về thị trường phi tập trung và thị trường spot, là mọi người đang sử dụng nha. Và cái thị trường ngoại hối này thường mọi người hay gọi tắt gọi đơn giản là forex cho dễ, hoặc thị trường fx. Thì trong lịch sử thị trường chỉ có các tổ chức lớn, tài chính lớn, các tập đoàn, các ngân hàng trung ương thì có, thì mới các quỹ phòng hộ thì có nguồn lực để tham gia thị trường này. Tuy nhiên với sự phát triển của mạng internet ngày nay thì những nhà đầu tư nhỏ lẻ, những nhà đầu tư nhỏ thì cũng có thể giao dịch được cả. Thì những tôi với bạn ngồi đây thì những người với chỉ như tôi nói, chúng ta có thể vốn đầu tư chỉ $100 đô thôi là chúng ta có thể bắt đầu giao dịch với ngoại hối đấy. Và cũng giống như các sản phẩm khác thì cái yếu tố tăng hay các yếu tố làm tăng hay giảm tỷ giá cũng hai yếu tố chính ảnh hưởng, đó là cung và cầu. Thì trong ngoại hối các hàng hay các hàng hóa cũng vậy, thì cung và cầu này yếu tố quyết định ảnh hưởng đến giá trị tỷ giá cùng các cặp tiền này. Nếu mà cung của đồng tiền này tăng lên cũng này cầu lượng hàng bán ra, nhà đầu tư muốn bán cái đồng tiền này ra thì cái tỷ giá của đồng tiền nó sẽ giảm, mà các nhà đầu tư muốn mua đồng tiền này nhiều là cầu nhiều thì nó sẽ làm tăng. Thì cũng tương tự như các sản phẩm hàng hóa khác thì cung cầu hai yếu tố chính ảnh hưởng đến tỷ giá của đồng tiền này. Nói sơ qua về lịch sử về của forex. Từ đầu tiên từ năm 1876 thì chúng ta được gọi là trước năm 1876 thì các nước muốn giao dịch với nhau thì họ sử dụng vàng để giao dịch. Tuy nhiên tới 1876 thì có định luật bản bị vàng, thì các quốc gia định giá cái đồng tiền của mình dựa trên vàng. Ví dụ như thế trên thứ nhất thì một ở Mỹ thì một đô la bằng 1/20 ao vàng, một ao vàng bằng 20.67 USD. Thì các nước sẽ định giá đồng tiền của mình dựa vào vàng, sau đó quy đổi với nhau trao đổi. Tuy nhiên tới thế kỷ 20 này vào chiến tranh thế giới thì thế giới thứ nhất thứ hai thì bắt đầu chấm dứt dần cái sử dụng bảng bị vàng này, bởi vì nó hơi bất tiện. Như ví dụ Anh thì chấm dứt năm 1931, Mỹ vào năm 71. Theo đó là hiệp định Hanover, các nước của mình thì vào tháng 7 năm 1944 thì 44 quốc gia cùng nhau thành lập một cái hiệp định là hiệp định Bảo Thủ Quốc. Thì cái này sẽ dựa vào dùng cũng xác định
một phương pháp thay xác định tỷ giá hối đoái giữa các đồng tiền thay vì dùng vàng đồng tiền của quốc gia này dựa vào vàng tính giá vàng bao nhiêu, thì bây giờ họ sẽ định giá trực tiếp vào các đồng tiền đồng đô, định giá trực tiếp vào đồng 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 bạc Anh ha, và làm đồng đô la Mỹ trở thành đồng tiền dự trữ chính ha. Thì đó tới thì cái định luật này, hiệp định này kéo dài đến năm 1971 thì chấm 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 dứt à. Ok, tôi cũng muốn bổ sung thêm một thông tin, nếu những ai mà muốn đi sâu sau này, muốn sâu về giao dịch forex thì tôi có một gọi là cái nguồn thanh khoản Interbank em. Thì hiện tại có ba cái trang web ba nhà cung cấp là CurrentX, EBS và Epic On. Đây là những nhà cung cấp thanh khoản cực kỳ lớn nè. Thì nếu các bạn muốn giao dịch với tổ chức lớn thì họ thường dùng các tổ chức này. Thì đây các bạn, chúng tôi gọi là chúng ta có thể gọi là Central Exchange, trung tâm giao dịch này. Thì các bạn sẽ giao dịch với các bank lớn nè. Và các bạn sẽ thấy ở giao dịch mới ở đây thì các bạn sẽ thấy được thông tin chi tiết thanh khoản của thị trường rõ ràng hơn nè. Thì các ngân các tổ chức lớn họ sử dụng qua ba cái nhà cung cấp thanh khoản này. Tuy nhiên một cái điểm yếu mà mọi người cần lưu ý đó là mọi người giao dịch trên đây thì tốn phí nhiều cho cái giá, còn cái cung cấp giá đây thì tốn phí rất lớn để giao dịch trên này ha. Thì đối với nhà giao dịch nhỏ này, giao dịch cá nhân này, thì chúng ta không nhất thiết phải sử dụng lên tận đây để giao dịch nha. Bởi vì hiện tại thì có rất nhiều nhà môi giới, ví dụ Tickmill, các sàn khác, nhà môi giới cá nhân thì chúng tôi cung cấp cái giá là miễn phí nha. Thì mọi người có thể giao dịch, chúng ta cũng không có nhiều công cụ phức tạp hơn, thì chúng ta có thể dừng lại ở việc giao dịch với nhà môi giới retail broker ha. Đây là những thông tin mà chúng tôi muốn chia sẻ thêm, nếu đó những ai có ý định mà sau này muốn mở quỹ tổ chức giao dịch lớn hơn, tầm cũng là xây dựng cho mình một cái quỹ lớn mà muốn giao dịch với cùng các bank lớn, thì mọi người tham khảo góc nguồn này ha. Thì trên thị trường forex spot, tôi nói chung là spot thì chiếm 80% là các bank thanh khoản của các bank lớn, rồi bank Deutsche Bank, US, UBS, Citigroup, rồi là Bank of American, Merrill. Thì những ngân hàng này chiếm 80% cái tổng số giao dịch của thị trường này. Ngoài ra thì 20% lại đó là các nhà giao dịch cá nhân nhỏ lẻ. Ok, thì chúng ta sẽ qua phần tiếp theo, đó là các phiên giao dịch của thị trường. Mọi người lưu ý cái này ha. Thì không phải mặc dù thị trường giao dịch 24 giờ trong một ngày, tuy nhiên thì cũng có các sẽ thì chia ra thành 4 phiên. Thứ nhất là phiên Úc. Tại phiên Úc thì có thể là từ lúc 4-5 giờ sáng giờ theo giờ Việt Nam ạ. Tại phiên này thì thị trường thanh khoản rất thấp và biên động dao động giá cũng rất thấp à, nên theo cá nhân của tôi thì chúng ta nên hạn chế giao dịch vào phiên buổi sáng như vậy, vì spread cái đó spread rất cao bởi vì thanh khoản thị trường rất thấp. Sau đó là tiếp theo là phiên châu Á, hai phiên giao thoa, một phiên Úc với phiên nào chúng mở cửa là phiên của Tokyo, thì thị trường thanh khoản tốt hơn thì chúng mọi người bắt đầu có thể cân nhắc từ bắt đầu sau 6 giờ sáng bắt đầu 6 giờ sáng đến trưa thì mọi người có thể cân nhắc giao thoa giữa Úc và Á, thì thị trường thanh khoản tốt hơn và spread lúc này cũng khá thấp, thì mọi người có thể tham khảo. Sau đó là tầm qua tầm giờ chiều phiên châu Âu thì mọi người lưu ý một số người, tôi nghĩ rằng rất nhiều người thì nghĩ rằng ở phiên Mỹ thị trường Mỹ là thị trường forex lớn nhất thế giới, tuy nhiên cái đó là thông tin sai à. Thị trường lớn nhất thế giới là trung tâm giao dịch lớn nhất thế giới thì không phải là ở New York Mỹ, không phải ở Mỹ mà là ở châu Âu, đặc biệt là Tokyo. Tokyo là nơi các bạn thấy là giao thoa giữa Á với Âu với Mỹ thì đây là các ngân hàng lớn đặt trụ sở tại London rất nhiều, nên chúng ta có thể coi là London là một trong những là trung tâm giao dịch forex lớn nhất thế giới nha. Thì phiên Âu thì đầu giờ chiều chúng ta bắt đầu phiên Âu, sau đó là gần buổi tối chúng ta phiên Mỹ. Thì theo quan điểm cá nhân của tôi thì cái phiên mà có thể chúng ta cân nhắc giao dịch đối với những người bắt đầu chúng ta muốn học hỏi thì chúng ta có thể phiên Âu, phiên giao thoa từ lúc 2 giờ chiều tới tầm 5-6 giờ tối thì đây là phiên mà khối lượng cũng vừa phải và cũng không quá biến động. Đối phiên Á thì cái khối lượng thanh khoản thị trường rất thấp thì sẽ không có nhiều cơ hội giao dịch, tuy nhiên bắt đầu qua phiên Âu
thì đó là cơ hội tốt của chúng ta cho dịch, và thị trường cũng lúc đó cũng không biến động không quá quá mạnh à. Tuy nhiên sau đó là vào lúc 7 giờ tối thì bắt đầu khi phiên Mỹ và phiên Âu giao thoa với nhau thì khi đó thị trường giao động cực kỳ mạnh à. Nếu những ai mà thích muốn lướt sóng mạnh thì chúng ta có thể cân nhắc cái này, tuy nhiên rủi ro rất cao. Thì giữa phiên các phiên còn giao thoa với Mỹ với Âu là phiên mà chúng ta có thể nói là giao dịch lượng thanh khoản nhiều nhất và biến động cao nhất phiên Mỹ với Âu. Ok, chúng ta qua phần tiếp theo đó là các giao dịch, thì tôi có đưa ra đây một số giờ các phiên này, nhưng mà phiên chúng ta thường để ý đó là phiên Âu, phiên Mỹ á, phiên buổi trưa bắt đầu từ 14 giờ là 10 10 15 giờ, 1 giờ đông giờ 10 hè. Thì đây tôi có kể ra cho mọi người, chung lại mọi người để mọi người lưu ý chung. Thông thường các nhà giao dịch khi đã giao dịch quen trên thị trường thì các đồng tiền thuộc khu vực châu Âu đó là bảng Anh, Euro và Thụy Sĩ thường được quan tâm rất nhiều, nên tôi sẽ chia sẻ mọi người cái khung giờ của khu vực này để mọi người có thể từ đó xây dựng cho mình một kế hoạch giao dịch nha. Đây là một ngày giao dịch 24 giờ, tôi đã phân chia ra. Đầu tiên vào buổi sáng phiên phiên Úc, phiên Úc với phiên châu Á, các bạn thấy các cái nến đây có cái mức biên độ dao động của thị trường rất thấp, tôi đang dùng là dùng đồng euro USD. Sau đó vào lúc 1 giờ chiều bắt đầu vào phiên phiên Âu, thị trường bắt đầu có thanh khoản cao lên nào. Bắt đầu một tiếng sau đó là thị trường London mở cửa, tôi có chia đây ha, cái đường màu xanh này, khi đó là bắt đầu phiên Âu chính thức được cho được sôi động à. Thì các bạn thấy biên độ dao động rất mạnh và đi theo một trường xu hướng. Sau đó tới 5 giờ chiều đường màu hồng đây là phiên Âu, từ 5 giờ đến 7 giờ từ 5 giờ chiều đến 7 giờ tối là phiên Âu đang giờ nghỉ trưa nên cái mức độ thanh khoản thị trường thấp. Thì các bạn thấy trong phiên chính thì giá xu hướng của thị trường đi xuống tăng, tuy nhiên vào phiên 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 Âu vào giờ nghỉ trưa thị trường có thể đi ngược lại à. Nên mọi người lưu ý từ 2 đến 5 giờ mọi người thể giao dịch, khi đó cái lượng thanh khoản rất lớn, dễ dàng giao dịch hơn. Tuy nhiên khi vào phiên phiên nghỉ trưa của châu Âu thì các nhà chơi đơn lớn sẽ nghỉ trưa, nên khi đó cái thị trường dễ bị làm giá, với lượng thanh khoản thấp hơn thì dễ bị làm giá. Nên từ 5 giờ đến 7 giờ thì thường thường đi rất nhất trí là tôi có thể là nằm ngoài tầm kiểm soát ra, nên mọi người nên có thể nếu mà cân nhắc thì né cái tờ 5 giờ đến 7 giờ, bởi vì đây là thời điểm mà các trader lớn họ đi đang dần nghỉ trưa của châu Âu. Mọi người lưu ý nha, sau đó 7 giờ trường dịch trở lại, vào đó sau đó 7 rưỡi thì thị trường Mỹ bắt đầu mở cửa chính thức thì hai bắt đầu khu vực này bắt đầu giao thoa là Âu với Mỹ cùng giao dịch, thị trường sẽ động biến động rất mạnh. Nếu ai mà thích giao dịch thì chúng ta có thể cần hoặc muốn một cái gì đó mạo hiểm, chúng ta có thể bắt đầu từ 7 rưỡi đến 11 giờ. 1 giờ khi đó là châu đóng cửa, chỉ còn lại Mỹ giao dịch thôi à. Nhìn kia thì các bạn thấy là nếu bạn nói là Mỹ này, nếu như nhiều người quan niệm sai lầm đó là Mỹ, thị trường Mỹ là thị trường lớn nhất, thì các bạn thấy là sau 11 giờ 12 giờ tối thì thị trường biến động thấp, mà cái mức độ dao động sẽ lại giống như phiên châu Á thôi à. Đây là Mỹ, chuyên Mỹ này, đây là khu châu Á này thì cũng giống giống nhau thôi. Mạnh nhất là bắt đầu từ châu Âu, bắt đầu tầm tầm trưa, bắt đầu đến tầm tối, đây là lúc mà thị trường rõ ràng xuống nhất như bạn thấy này. Còn hai thằng này thì mức độ thanh khoản cũng không cao, nên thời gian đẹp nhất mọi người có thể giao dịch đó là theo quan điểm của tôi. Nếu mà các bạn thích cho cái khu vực các đồng tiền của cặp khu châu Âu á, thì mọi người cân nhắc bắt đầu từ buổi chiều từ 1 giờ đầu khi phiên châu Âu mở cửa tới 11 giờ đêm, và thời gian đẹp nhất là từ lúc 2 giờ đến 5 giờ. À, thì thị trường thanh khoản nó thị trường êm hơn thì mọi người có thể cân nhắc à. Ok, chúng ta theo qua phần tiếp theo đó là tiết giá tiền tệ. Thì như các bạn thấy đây là cách các cặp tiền được được tiết giá, ví dụ tỷ giá của euro USD thì đồng euro người ta gọi là đồng cơ sở, còn đồng mà nằm nó có nằm phía trên ha, nằm phía dưới thì là đồng đồng tiết giá. Ví dụ euro USD có tỷ giá là 1.15841 thì có nghĩa rằng 1 euro sẽ đổi được 1.15841 đồng USD. Trước đây thì sự tiết giá thường chỉ có dòng 6 thông phân này,
có từ bốn, thông thường là có bốn số thực vật, là không có, chỉ có từ 1, 5, 8, 4 này thôi ạ, không có số 1. Tuy nhiên với việc phát triển của thị trường bán lẻ cũng như các nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia thị trường sử dụng trên hệ thống MT4 sự phổ biến của các nhà đầu tư nhỏ lẻ với phát triển của mạng internet, thì các nhà môi giới bắt thêm một cái số 1 đằng sau, có là 1/10 của cái đơn vị một người biết này, thêm vào được 5 số thực phần làm cho thị trường. Tuy nhiên đơn vị nhỏ nhất của nó cũng là chỉ tới số 4 thôi. Còn đối với các cặp tiền có 4 số thực phần, hoặc là các cặp tiền có 2 số thực phần thì tôi cũng cũng tương tự à. Thì ít phút nữa chúng ta sẽ đi sâu vào các cặp tiền có 2 số thực phần, tôi có giải thích thêm à. Okay. Thì tôi nói, như tôi nói, cái đơn vị dao động của các cặp tiền người ta gọi là bit, bit là nguyên tắc của phần trăm, của điểm, là point percentage. Thì bit bit liên quan đến dao động giá nhỏ nhất của các cặp tỷ, các cặp tiền. Thông thường một bit thì nằm ở vị trí số thập phân cuối cùng của một cặp tỷ giá. Đa số các cặp tỷ giá này gồm có 4 số thập phân. Đối với những cặp tiền 4 số thập phân như Euro USD, ngoài ra các cặp tiền như Euro USD Yên Nhật thì chỉ có 2 số thập phân, thì nằm số 2. Đây ha, ví dụ đây Euro USD có tỷ giá của nó một, quay trở lại cái ví dụ lúc đầu là 1.1584, thì cái số 4 này là cái đơn vị của nó là đơn vị rồi. Tuy nhiên như tôi nói là khi mà thị trường internet bùng nổ thì các nhà môi giới retail broker họ bắt đầu cung cấp các tỷ giá có 5 số thập phân, cái số nên cái số thứ năm này chúng ta coi là cái 1/10 của biết rồi. Thì giá trị này thông thường chúng ta cũng nhà tư không để ý nhiều, quan trọng là cái số biết được cái số đơn vị biết đây ha. Đây thì chúng ta có các khái niệm bit và lot, là chúng tôi vừa chia sẻ là lot là cái khối lượng giao dịch, thì cái một lot cơ bản bằng 100.000 đơn vị của tiền cơ sở. Ví dụ nha, chúng ta giao dịch cặp tiền Euro USD thì nếu chúng ta mua một lot là lot đơn vị, giống như nếu các bạn là giao dịch cổ phiếu thì cũng là một cổ phiếu, hai cổ phiếu, chúng ta ra đến định giá như nào một cổ phiếu, hai cổ phiếu, thì trong giao dịch tiền này chúng ta có cái khái niệm là lot. Ví dụ một lot thì bằng một, chúng ta mua một lot Euro USD thì chúng ta có nghĩa rằng chúng ta mua 100.000 đồng Euro này ha. Tương tự như vậy ha. Và các đơn vị nhỏ hơn của lot là mini lot là 0.1 lot, là micro lot là 0.1 lot ha. Ok, thì đây là một cái ví dụ để cho mọi người dễ hình dung hơn. Giả sử bạn mua một lot Euro USD hay quy đổi ra là 100.000 Euro USD cặp tiền này tại mức giá là tỷ giá là 1.1411. Sau đó 1 giờ sau giá tăng lên là 1.1451, đúng không? Có từ 11 tăng lên 51 ở đây. Thì tức là tỷ giá tăng thêm 40 bit, đúng không? Từ 51 trừ cho 11 bằng 40 bit. Thì chúng ta sẽ quy đổi lợi nhuận thì cách tính như thế nào? Thì đây là một ví dụ thôi. Cách tính lợi nhuận này, lúc đầu chúng ta bỏ ra 100.000 euro thì có nghĩa là bạn của bạn 100.000 euro của mình có giá trị là 114.111 USD, đúng không ạ? Tại vì 1 USD, 1 euro chúng ta đổi được là 1.1411 USD. Khi đó 100.000 euro thì giá trị của mình khi đó là 114.110 USD, đúng không ạ? Sau đó 1 tiếng hay 10 phút sau tỷ giá mới tăng, với tỷ giá mới là 1.1451, khi đó cái giá trị 100 euro của bạn tăng lên là 114.510 USD, hay bạn lời 400 USD, đúng không ạ? Có nghĩa là với 100.000 euro đồng sau 1 tiếng khi tỷ giá tăng từ đây đến đây thì bạn lời 400 USD. Thì bạn thấy cái khoản này lời hay là lời, mức lời này có hấp dẫn không ạ? Để tôi tính nha. Tính đơn giản nhất mà tôi bỏ qua việc vì cái tỷ giá này cũng xấp xỉ nhau 1.14, thì tôi sẽ tính đơn giản nào. Ví dụ bạn bỏ ra 100.000 euro, sau đó bạn lời được 40 euro, trong một tiếng bạn lời 400 đô, tính tỷ giá này thì bạn lời chỉ có 0.4%, thì thực sự là không hấp dẫn. Nếu các bạn chúng ta dùng tiền thật mà để giao dịch ha, mà chúng ta không sử dụng đòn bẩy thì mức dao động trong một tiếng cũng chỉ là 4%, thì không hấp dẫn đối với nhà đầu tư. Và như các bạn thấy là cái mức độ biến động dao động của tiền không có nhiều, nếu không có đòn bẩy thì mức độ biến động của dao động của cặp tiền này không có nhiều à. Thì đó mới đưa ra khái niệm đó là đòn bẩy.
với việc là nếu chúng ta không sử dụng đòn bẩy thì cái việc trong vòng một tiếng được 40 bit mà chúng ta bỏ ra cả 100 ngàn mà lời được có 0.4% thì không hấp dẫn đối với nhà đầu tư à. Và chúng ta cũng không có nhiều tiền đối với nhà đầu tư nhỏ này, làm sao đủ 100 ngàn euro để giao dịch. Thì các sàn nhà môi giới họ đưa ra một khái niệm hỗ trợ thì chúng ta bằng cách là cung cấp đòn bẩy. Thì khi đó đòn bẩy sẽ giúp chúng ta tăng vốn có thể rơi của mình. Giả sử bạn nạp 200 USD và dùng đòn bẩy 1.500 tại Tickbill, chúng tôi hỗ trợ đòn bẩy từ 1.11 đến 1.500 à, 1.500 là cái đòn bẩy maximum mà bạn có thể dùng. Giả sử 200 đô thì bạn không thể giao dịch, đúng không ạ? Như tôi nói là một nốt ít nhất cũng phải là 100 ngàn. Tuy nhiên với 200 đô thì bạn khó có thể giao dịch nếu mà các bạn sử dụng không sử dụng đòn bẩy. Tuy nhiên với việc sử dụng đòn bẩy là 1.500 thì khi đó cái giá tiền cái số vốn mình có thể giao dịch sẽ khác. Còn đấy 200 mà nhân cho 500 thì bạn được 100 ngàn USD, thì khi đó bạn có thể giao dịch rồi ha. Thì cũng là với 200 đô đòn bẩy 1.500 thì bạn có thể giao dịch được một lót rồi, thì đó cái vốn của bạn có thể giao dịch là 100 đô. Thì đó là cái lợi ích của đòn bẩy. Và chúng ta quay trở lại cái ví dụ bên đây, lúc đầu chúng ta bỏ ra 100 ngàn euro mà sau một tiếng lời được 400 euro, 400 USD, thì cái tỷ lãi suất của chúng ta, cái lợi của chúng ta chỉ 0.4%, không hấp dẫn, đúng không? Nhưng bây giờ chúng ta quay trở lại, thay vì không dùng đòn bẩy, chúng ta dùng đòn bẩy với vốn của chúng ta chỉ có 200 USD thôi, thì đó chúng ta dùng đòn bẩy và sau một tiếng chúng ta lời được, bởi vì 200 USD chúng ta phải đánh được một lót ra, thì sau một tiếng chúng ta lời được 400 USD. Thì khi đó bài toán của chúng ta sẽ là tính cái lợi, tỷ suất sinh lợi của mình này như nào. Chúng ta lấy 400 mà chia 200 thì chúng ta có thể tăng lên gấp đôi tài khoản của mình không, thay vì lúc đầu chỉ có 0.4%, còn này là 200% rồi, đúng không? Thì đó là cái lợi ích của dùng đòn bẩy. Tuy nhiên tôi chỉ nói một cái mặt tích cực là việc đòn bẩy giúp chúng ta tăng cái lợi nhuận của mình lên rất cao. Tuy nhiên ngược lại, việc nếu chúng ta lỗ thì sao, thì các bạn tương tự làm cho lợi nhuận của ta giảm rất mạnh. Nếu các bạn bỏ ra 200 đô, chẳng may thị trường không phải lên 40 bit mà thay vì đó là giảm đi 40 bit thì sao ạ? Thì số tiền của mình sẽ bị, có nghĩa chúng ta sẽ âm 400 đô, đúng không? Chưa cần giảm đến 40 bit đâu mà chỉ cần giảm đến 2 bit thì khi đó cái vốn của chúng ta đã cháy rồi, bởi vì vốn thực tế của chúng ta là 200 đô, mặc dù chúng ta có thể giao dịch là 100 ngàn đô một lot. Tuy nhiên khi thị trường giảm đến 20 bit là chúng ta cái âm của chúng ta là âm đã gần đến 200 đô rồi, thì đó chúng ta đã bị cháy rồi ha. Thì đó là cái ưu và nhược điểm của sự đòn bẩy, còn giúp bạn tăng rất nhiều, rất lớn cái lợi nhuận của mình. Tuy nhiên đồng thời có làm chúng ta lỗ rất nhanh à? Thì mọi người cân nhắc. Tuy nhiên như tôi nói, đòn bẩy là đây là công cụ giúp cho giao dịch forex trở nên hấp dẫn. Như các bạn thấy, đứng về góc độ mà cả tính đồng tiền riêng thôi, thì các tỷ giá dao động, biên động dao động của này rất thấp, không hấp dẫn đối với nhà đầu tư. Tuy nhiên với việc hỗ trợ đòn bẩy làm cho việc giao dịch của chúng ta trở nên hấp dẫn hơn nào. Ok, chúng ta sang cái khái niệm tiếp theo, đó là cái quỹ mà kia nào. Thì ok, chúng ta có bạn Tùng, chào cả nhà, chào bạn Tùng ha. Chúng ta sang cái khái niệm cái quỹ, chúng ta sẽ đi lý thuyết trước ạ, sau đó chúng ta sẽ quay trở lại việc cùng nhau đi vào thực hành để có thể nắm rõ các khái niệm này hơn. Tiếp theo chúng ta sẽ qua phần cái quỹ. Đây là một trong những cái rất quan trọng mọi người cần lưu ý ha, khi giao dịch forex, những cái quỹ mà kia. Đây là số tiền mà cần thiết bạn phải bỏ ra trong tài khoản để giao để mình mở giao dịch. Thì ngoài ra chúng ta còn có số dư tức thời free margin, là số tiền có sẵn sau khi mà chúng ta đã vào lệnh rồi, thì cái số tiền còn lại có thể giao dịch. Thì đây là một cái, tôi sẽ đi vào luôn cái ví dụ ha, cho mọi người dễ hình dung cái quỹ. Đây là cái khái niệm cực kỳ quan trọng. Ok, ok, đây là cặp tiền Euro USD. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm ngay ví dụ luôn để chúng ta thấy cái mặt kia ở đây, hay cái quỹ là như nó ảnh hưởng như thế nào. Như tôi nói, chúng ta có khối lượng là một nốt đây ha, 0.1, nếu chúng ta không, đây là 0.1 nốt và 0.01 nốt là cái đơn vị thấp nhất. Giả sử các bạn muốn mua một
lót cặp tiền Euro USD, thì các bạn vào buy để chúng ta đây này bán nào, chúng ta mua, thì bạn mua đây. Rồi chúng ta mua một lót Euro USD. Cái số đầu tiên chúng ta cần quan tâm đó là margin. Đây là cái balance, là cái vốn ban đầu của chúng ta 1.000 equity, cái vốn tức thời của mình là sau khi mà thị trường tăng hay giảm là đoạn thì chúng ta sẽ cộng lại ở đây. Còn margin đây là cái số cực kỳ quan trọng, là cái quỹ chúng ta cần bỏ vào. Như tôi nói, bạn mua một lot Euro USD là bạn mua 100.000 euro thì bạn cần phải bỏ một khoản tiền nào để ký quỹ cho cái khoản tiền này, bởi vì tôi đang dùng tài khoản này có đòn bẩy là maximum 1.500 à. Một lot này cũng nghĩa là bạn bỏ ra 100.000 euro, nhưng ở đây ghi có 200 kỳ quỹ, đây là 236 đô, cũng nghĩa là sao? Cũng nghĩa là với việc bạn mua 100 một lot euro này một lot euro USD, cũng nghĩa bạn cần bỏ ra 100.000 thì bạn với đòn bẩy 500 thì bạn chỉ cần bỏ ra là 236 đô là bạn có thể giao dịch được rồi, đúng không? Tại sao đây là không phải 200 mà lại ghi 236? Thì cái chuyện như vậy, và tôi nói cái cách tính cái một lot cũng là số tiền là chúng ta dựa vào cái đồng tiền cơ sở là euro. Giả sử bạn mua một lot này, nghĩa bạn mua 100.000 euro thì với đòn bẩy 500 chúng ta lấy 100.000 mà chia cho 500 thì chúng ta ra được 200 euro, đúng không ạ? 200 euro thì có nghĩa ký quỹ chúng ta cần 200 euro, nhưng tuy nhiên tài khoản của tôi là đang sử dụng là tài khoản USD thì bạn cần phải quy đổi ra, đó là từ euro này 200 euro này chúng ta cần quy đổi ra là 200 euro này bằng bao nhiêu tiền USD, thì với kỳ tỷ giá là một hiện tại là 1.1827 đây này, thì quy ra nhân cho lấy 200 nhân cho khoản tiền này và tỷ giá này chúng ta được ra cái khoản ký quỹ chúng ta cần bỏ vào là 236.52 USD ha. Có nghĩa là với tài khoản 1.000 đô bạn mua một lot thì bạn cần phải bỏ ra trong 1.000 đô bạn cần bỏ ra 236 đô này để giao dịch một lot này ha. Còn phần tiếp theo đó là phi margin, là bằng cái phần equity là cái vốn tức thời hiện tại của mình trừ cho cái margin ký quỹ chúng ta cần bỏ vào là cái phần tiền còn lại mà chúng ta có thể giao dịch ha. Và chúng ta đã mất chết 236 đô này cho một lot rồi, chúng ta chỉ còn lại là tầm 800 đô, tầm 700-800 đô cho cái phần có được phần dư ra này chúng ta có thể giao dịch tiếp các bạn tiếp theo. Và margin level, đây là cái tính margin level, đó là chúng ta lấy cái equity, cái vốn tức thời của cái vốn của mình hiện tại bao nhiêu chia cho cái phần ký của chúng ta để ra được cái margin level. Cái này rất quan trọng mà. Tại tính lưu khi mà cái tỷ lệ này về 100% thì bạn sẽ bị báo động ha. Và khi mà rớt 30% cũng nghe cái tỷ giá của cái phần equity của bạn này, cái vốn tức thời của bạn còn nhỏ hơn phần cái quỹ 30% thì khi đó các bạn nó sẽ bị tự động cắt lệnh nha. Nhưng còn bạn biết như bạn thấy nào, bạn mua một lot bạn cần phải bỏ ra hơn 200 đô để bạn ký quỹ để cho được cái này. Tuy nhiên sau một hồi thị trường thay vì tăng lên mà nó giảm đi, có nghĩa lỗ chiếm vào phần vốn của mình, và đầu tiên nó về 100% khi này về hai của chị này cái tuy của bạn vốn của bạn lúc đó chỉ còn 236 đô là 100%, bắt đầu nó báo hiệu sai rồi và nó giảm rớt xuống khoảng độ hơn 100 đô, thì có nghĩa là cái vốn tức thời của bạn còn thấp hơn cả vùng equity, thì khi đó báo hiệu là cái vốn cái công nghệ là bạn đang bị lấn vào cái phần cái quỹ chết của mình cho cái lệnh này đó ạ. Thì khi mà dưới 30% nó sẽ cắt. Mọi người lưu ý khi mọi người để ý, quan trọng thứ nhất là cái margin mình bỏ ra bao nhiêu, cái quỹ còn lại của mình, cái vốn tức thời của mình hiện tại đang tăng giảm như thế nào, và đặc biệt là cái margin level này là bao nhiêu trăm trên tới chạm 30% tại tick view thì cái lệnh của bạn sẽ bị tự động cắt ra bởi vì bạn lỗ vượt qua cái phần cái quỹ đó. Còn phi margin là cái phần vốn bạn còn có thể cho được sau khi bạn đã phải đưa vào cái phần cái fix cái phần để cho dịch cái lệnh vừa rồi và cái phần này là phần còn lại mà bạn có thể cái số vốn còn lại bạn có thể giao dịch thêm mà bạn để tính ra được cái số vốn tối đa mà mình có thể giao dịch thì bạn chỉ cần lấy cái đây là vốn phim mà ghi là cái vốn còn lại của mình nhân cho đòn bẩy 500 thì bạn ra được cái tổng số vốn mà mình có thể giao dịch, thì các bạn thấy là mình có thể đánh được bao nhiêu lot nữa ha. Rồi
Ở đấy đó là khái niệm về margin nào. Thì mọi người lưu ý đây là những cái khái niệm quan trọng mọi người khi về kia để biết là khi nào cẩn thận khi để quản lý rủi ro cho mình, margin của mình cần bao nhiêu và mình có thể còn vào được bao nhiêu lệnh nữa. Ok. Ok, chúng ta sẽ quay trở lại. Rồi, chúng ta sẽ qua sang khái niệm tiếp theo, đó là giá bit. Thì có hai giá, giá bit và giá ask nào. Giá bit là giá mà chúng ta nằm ở đây. Giá bit là giá mà trader có thể bán tỷ giá của mình, bán cặp tiền của mình. Thị trường sẽ khớp lệnh với cái giá khi bạn bán thì bạn sẽ khớp với giá bit là giá đây, ví dụ cặp euro USD yên Nhật đây thì tỷ giá của nó là 111.945 đây ha, thì khi bạn bán bạn sẽ khớp với tỷ giá này. Còn giá ask là giá mua, là khi bạn mua bạn sẽ khớp với cái giá ở đây 11.947 ở đây ha. Thì các bạn thấy là giá ask này, giá bit này chênh lệch nhau khoảng độ 2.2 bit đúng không ạ, cao hơn. Thì tương tự bạn đi, bạn cứ tưởng tượng bạn mình ra ngân hàng thì tỷ giá mua và bán đồng đồng đô thì cũng chênh lệch giá tỷ giá giữa đồng tỷ giá mua và tỷ giá bán, phần chênh lệch đó gọi là spread. Spread đó là phần lợi nhuận mà của ngân hàng nhận được. Chúng ta sẽ phải, nếu chúng ta bán, chúng ta sẽ bán với tỷ giá thấp, chúng ta mua phải mua với tỷ giá cao hơn. Thì tương tự khi giao dịch trên MT4, trên MT4 này thì chúng ta phải mua, chúng ta phải mua với cái giá cao hơn và bán giá thấp hơn này. Đây. Ví dụ cặp tỷ giá euro USD, tỷ giá bit là 1.15737. 15137 ở đây và tỷ giá ask là 1.15738. Thì khi chúng ta mua, chúng ta phải khớp cái này, khi chúng ta bấm lệnh buy đây. Chúng ta phải mua cái giá cao hơn đúng không ạ? Nhưng khi chúng ta bán, chúng ta bán giá thấp hơn cái phần chênh lệch này thì gọi là spread. Cái này thì nếu ngân hàng chúng ta ra ngoài ngân hàng mua đồng đô thì cái spread này ngân hàng, cái phần lợi nhuận của ngân hàng thì ở trên khi bao nhiêu forex trên thị trường thì cái phần spread này là cái lợi nhuận của nhà môi giới nha. Ok, chúng ta sẽ qua cái phần cuối cùng, đó là lệnh cách giao dịch trên MT4 khi giao dịch mua bán trên các cặp tiền nào. Thì tôi sẽ đi sâu các lệnh, sau đó chúng ta sẽ vào thực hành luôn ha. Chúng ta có các khái niệm, thứ nhất đó là lệnh chờ, có nghĩa là trên thị trường như vừa rồi, ví dụ quay trở lại cái phần này MT4 là sửa đây, tôi mua, các bạn thấy tôi mua một lot euro thì chúng ta chỉ cần kích vào đây buy là chúng ta mua như vừa rồi. Lúc nãy tôi đã mua một lot à, hiện tại đang lời là 32 đô. Bây giờ sử dụng tôi bán, tôi chỉ cần kích vào đây, chúng thấy là tự động giá vào mua vào và chúng ta cắt lệnh, rất đơn giản đúng không? Tôi làm lại ha. Cả giả sử bạn mua, chỉ cần bấm luôn mua ra thì tự động mà thị trường sẽ nhảy vào giá của bạn và lợi nhuận của bạn, lợi lâu của bạn sẽ thể hiện đây ngay lên trên này luôn nè, cực kỳ nhanh nha. Và cách quản lý rủi ro là sao ạ? Giả sử bạn mua tại mức chán này và bạn chỉ cần kéo xuống dưới đây, nhưng là bạn muốn cái vùng lỗ mà mình có thể chấp nhận, bạn nghĩ rằng giá xuống vùng phố này, nếu mà xuống khu vực này thì sẽ xuống mạnh hơn, thì bạn chỉ kéo xuống đây là gần stop loss, cũng nghĩa là khi mà giá xuống dưới này tự động nó cắt lỗ cho bạn ha. Và lời của bạn nghĩ rằng thị trường còn lên đây thì nó sẽ lên đây sẽ rớt xuống, vậy thì bạn sẽ mua ở đây và bạn chờ thị trường lên đây, thay vì mình phải ngồi chờ thị trường khi nào tới đây thì mình cắt lệnh sẽ rất tốn thời gian chúng ta. Với việc MT4 chúng ta có thể tự đặt cái vùng chốt cắt lỗ vào vùng chốt lời chúng ta chỉ cần sau khi đặt lệnh xong chúng ta kéo lên trên, kéo xuống dưới để chúng ta xác định cái vùng cắt lỗ của chốt lời thì thị trường khi đó thị trường mà có khoảng độ 1 tiếng sau hoặc là
bán hút xong thị trường lên đấy thì tự động chốt lệnh cho chúng ta thì nó đơn giản hơn nào, thì chúng ta không phải tốn quá nhiều thời gian nhìn cho màn hình à, thì đó là cái lệnh vào trực tiếp à, thì mọi người thấy kiểu mua bán và trực tiếp. Đây này, tôi vừa rồi là vào cái lệnh mua, tương tự khi mà tôi vào cái lệnh bán, tôi nghĩ rằng thị trường sẽ đi xuống à, thì tôi bạn sẽ bán giá sell, sell đây, ấn nút sell đây này, đơn giản chỉ cần cái con nút sell, thì khi đó thị trường sẽ tôi sẽ có lệnh sell được kích hoạt à. Tương tự như vậy, tôi nghĩ rằng thị trường lên trên này, khi mà giá lên trên này, giá còn đi trên nữa nên tôi chấp nhận, à tôi chỉ lỗ phần này thôi, là tôi chỉ kéo lên. Là khi giá mà làm trên này xuống trên này thì tự động cắt lỗ cho tôi ha. Nên nếu mà giá có lên trên này đi nữa thì chúng tôi sẽ không ảnh hưởng bởi vì tôi đã cắt lỗ trên này rồi. Tương tự như vậy, và bạn nghĩ rằng giá có thể lời về phần lời ha, thì có thể xuống tới tận thế này ha. Thì khi mà giá xuống thế này thì tự động chốt lời cho mình. Đó là cái ưu điểm, còn cái thuận tiện của việc giao dịch trên MT4 này ha. Ok, thì đây là các hoạt động mà chúng ta cho thì còn được giao dịch tức thời, giao dịch ngay luôn. Với trong trường hợp là tôi không muốn giao dịch cái giá tức thời này mà tôi phải chờ đến giá lên này tôi mới giao dịch ra, thì chúng ta đôi khi nhiều người không có thời gian để ngồi canh lệnh chờ đến tận trên này rồi chúng ta bấm vào lệnh à, thì chúng ta có thể sử dụng các lệnh chờ. Thì quay trở lại vấn đề của chúng ta là cách làm sao để sử dụng lệnh chờ. Ok, đầu tiên chúng ta có lệnh chờ mua buy stop à, sử dụng khi các nhà giao dịch tin rằng giá vượt qua một ngưỡng nào đó, tất nhiên sẽ giá, tuy nhiên cái vùng này, cái lệnh chờ buy stop này dành cho những người đã có kinh nghiệm, và những người bạn là tại cái mức giá hiện tại bạn nghĩ rằng khi và chỉ khi giá cao hơn mức giá hiện tại thì bạn mới vào lệnh, có nghĩa là hiện tại thì tôi chưa xác định được giá xu hướng như thế nào, chỉ cần phải chờ khi mà giá vượt qua một mức nào đó thì khi đó mới xác định cái xu hướng là xuống tăng thì chúng ta mới tôi mới vào lệnh. Tuy nhiên tôi không có thời gian để ngồi chờ cho cái giá giá lên đấy thì tôi sử dụng cái lệnh buy stop vào để sửa đây, để sửa tại vùng này thị trường đang có mức giá ở vùng này à, và các bạn vùng này thì các bạn không xác định được thị trường sẽ lên hay xuống. Tuy nhiên khi mà mức giá vượt qua lên ở trên này thì bạn có thể xác nhận được cần phơm rằng giá sẽ đi lên nữa, thì tôi chỉ khi nào mà giá lên trên vùng này tôi sẽ mua vào thôi à, thì chúng ta sử dụng lệnh buy stop. Có nghĩa nếu mà chúng ta nếu thông theo xác kỹ thông thường chúng ta sẽ mua vùng này chúng ta sẽ có thể lời được một khoản này đó ha. Tuy nhiên nếu chúng ta muốn cần phơm đó là với khoảng này thị trường chưa an toàn nó có thể đi xuống nên an toàn nhất tôi phải chờ lên trên này tôi bay, thì chúng ta dùng buy buy stop chỗ này. Tương tự như lệnh buy stop rất này, lệnh sell stop cũng nghĩa rằng khi mà tại mức giá hiện tại bạn nghĩ rằng thị trường chưa có khả năng đi xuống, tôi phải chờ khi nào giá rớt một khoản nhất định thì tôi mới vào lệnh. Tuy nhiên chúng ta không có đủ kiên nhẫn để chờ khi thị trường rớt xuống khoảng đó, chúng ta lệnh cái lệnh chờ là lệnh sell stop, thì làm tương tự như lệnh buy stop à. Tuy nhiên tôi sẽ không đi chi tiết vào cái lệnh bên lệnh phần phía sell, bởi vì như vậy chúng ta rất dễ bị lộ với người mới, nên tôi chỉ đi theo một hướng đó là vùng buy. Sau này khi chúng ta quen rồi chúng ta còn làm ngược lại với lệnh sell à. Qua lệnh đơn giản hơn lệnh buy limit thì cái này tôi sẽ đưa ví dụ đây ha. Giả sử đây ha, giá tại vùng này mọi người nghĩ rằng vùng này quá cao, tôi phải chờ xuống vùng hỗ trợ dưới này tôi mới mua lên này, có nghĩa là bạn chờ chỗ này thì bạn sẽ được lời thêm khoản này đúng không? Nếu bạn mua đây thì trường đi lên thì bạn sẽ mất khoản này, vì vậy bạn chờ thị trường xuống dưới này nữa thì mới bật lên thì tôi sẽ được tiết kiệm một khoản này, lợi nhuận này thì bạn chờ. Thì tương tự như vậy bạn sẽ đặt buy limit tại khu vực này thì khi đó thị trường xuống như này sẽ tự động khớp lại cho bạn à. Tương tự như vậy thì sell limit, buy limit sẽ là sell limit thì bạn nghĩ rằng thị trường sẽ đi chưa nó chưa đi xuống, nó sẽ lên một khoảng nữa nó mới xuống à, thì bạn muốn tận dụng cơ hội đó chúng ta sell ở vùng giá cao hơn chúng ta để có mức giá đó. Thì vừa rồi là cái phần lý thuyết, chúng ta sẽ quay trở lại thực hành à, áp dụng các lệnh chờ này. Ok, quay trở lại ở đâu chứ đi. Rồi, tại mức giá này thì hiện tại thị trường đang nằm như vậy, chúng ta áp dụng cái lệnh buy limit trước ạ. À.
Và tôi nghĩ rằng giá xuống tận dưới này nó mới đập bật lên này. Tôi dùng đấy đi, giả sử tôi nghĩ rằng giá xuống vùng dưới này, vùng hỗ trợ dưới này, tôi mới mua lên. Hiện tại cái vùng này tôi chưa 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 muốn mua, và tôi muốn chờ khi nào giá xuống thấp hơn nữa thì tôi có ăn được nhiều hơn. Tôi chờ xuống này, cũng hiện tại đang một giá là 1.1830, và tôi muốn chờ nghĩ rằng 1.1807 tôi mới mua lên. Tuy nhiên chúng ta không có nhiều thời gian, chúng ta phải chờ màn hình để khi nào giá chạm xuống chúng ta kích vào lệnh buy, thì chúng ta sử dụng lệnh là buy limit. Làm sao để vào buy limit? Chúng ta vào new order ở đây ha. Trong phần thay chúng ta chọn là pending order, là lệnh chờ ha. Chúng ta chọn là buy limit và xác định cái mức giá mà chúng ta mua, và mức giá của chúng ta cần mua đó là 1.1087 chỗ này. Thì một chúng ta ghi 1.1807 chỗ này, 807. Đây chúng ta bấm đây. Ok. Buy limit strategy 1. Ok, thì đây là chúng ta thấy cái lệnh buy limit nằm sẵn dưới đây cho chúng ta. Nên khi nào giá mà chạm xuống này thì tự động cái lệnh này chúng ta khớp rồi để tôi sẽ so sánh hai lệnh khớp, lệnh đang khớp và lệnh chờ khác nhau chỗ nào. Tôi vào một lệnh buy là vào lệnh trực tiếp tại khu vực này, buy một lot đây, thì các bạn thấy là cái lợi nhuận của tôi được thể hiện sẵn thế này. Tuy nhiên cái lệnh chờ thế này, buy limit vẫn chưa khớp nên nó chưa được đẩy lên phần này, nó chỉ là đang chờ thôi. Khi nào mà giá xuống vùng này nó mới đẩy, khi được khớp lệnh thì nó sẽ đẩy lên trên này ha. Nó khác biệt, đây là lệnh vào trực tiếp, còn đây là lệnh chờ. Ok, thì vừa rồi là lệnh chờ, là khi giá xuống dưới này thì tôi sẽ khớp lệnh. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lệnh buy stop, nghĩa là chúng ta dựa vào cái này, dựa vào phân tích của chúng ta thấy rằng giá hiện tại vẫn chưa an toàn, nó có thể đi xuống nữa. Khi và chỉ khi giá đi lên vượt qua cái vùng này, nó vượt qua trên này, tôi mới mua vào. Vượt qua hiện tại giá là 1.1831. Tuy nhiên cái giá mà có thể confirm là xu hướng tiếp tục đi lên á, là khi mà chỉ khi nó vượt qua cái vùng 1.1907 này, tôi mới mua vào lệnh nha. Thì khi đó chúng ta sẽ dùng lệnh buy stop tương tự như vậy. Chúng ta vào lệnh new order, chúng ta chọn pending order là lệnh chờ ha. Thay vì lệnh sử dụng buy limit, chúng ta sử dụng là buy stop. Thì khi đó mức giá mà chúng ta cần nhập vào, mức giá mà chúng ta sẽ mua 1.1907 place. Thì khi đó cái lệnh mà chúng ta muốn lệnh buy stop sẽ hiện lên đây ha. Nên khi nào giá mà đi vượt lên vùng này thì khớp thì mình thấy nó sẽ nằm ở dưới này ha. Khi nào mà giá khớp nó sẽ được, cái lệnh này sẽ được đẩy lên đây. Rồi là những chia sẻ cơ bản về thị trường forex và cách chúng ta giao dịch ha. Thì tôi cũng chia sẻ cách chúng ta vào lệnh trực tiếp, vào lệnh gián tiếp, và những cái kiến thức mọi người cần lưu ý về kỹ quỹ phi mà kia equity, những thông tin mà mọi người cần lưu ý nha. Thì trong buổi tiếp theo tôi sẽ chia sẻ về cách sử dụng tin trong giao dịch, cách chúng tôi sẽ chia sẻ về các đồng tiền, 7 đồng tiền chính, USD, bảng Anh, Euro, những cái đồng tiền, những cái bản chất của các đồng tiền mọi người cần lưu ý khi giao dịch các đồng tiền này ha. Và ngoài ra chúng tôi cũng chia sẻ phần kỹ thuật về được hỗ trợ kháng cự, cách giao dịch. Thì buổi tiếp theo chúng ta sẽ đi sâu về những phần đó, và buổi cuối cùng, buổi thứ ba, tôi sẽ đi chuyên sâu về cách chụp nến. Đây là các bạn nhìn thấy đây là nến nè. Thì cách làm sao biết được xác định nến này, xác định khi nào nó đảo chiều à? Thì buổi cuối cùng chúng tôi sẽ chia sẻ chuyên sâu về nến Nhật trong tuần này ha. Ok, chúng ta cho. Thì cái phần này sẽ được lưu lại, chương trình này nó sẽ được record lại ha. Thì mọi người có thể, những ai mà chưa xem kịp thì mọi người có thể xem lại, thì nó sẽ được post trên fanpage của Tiếng Việt Việt Nam cũng như fanpage của Tiếng Việt Quốc tế thì sẽ được lưu lại. Không những buổi này mà các buổi tiếp theo sẽ được lưu lại dành cho những ai mà không có thời gian để theo dõi chương trình nha. Và một lần nữa cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi. Chúc mọi người có một ngày du lịch thành công, và hẹn gặp lại mọi người vào thứ 6 tuần sau ha.
Xin chào.